Xin chào cả nhà mình nha. Vào clip xin nhân xin mến chúc cả nhà mình được nhiều sức khỏe và bình an nha cả nhà. Cả nhà mình thông cảm sau khi xin nhân đang live ở trạm Chị Hương đang live trực tiếp cho cả nhà mình xem thì cái máy xin nhân đang phát thì nó hết pin luôn, tắt nguồn luôn cả nhà mình. Nó dài quá, nó hết pin nào xin nhân không hay luôn. Thì xin nhân không biết làm sao hết, thôi giờ xin nhân lấy cái máy nhỏ, xin nhân bật lên, xin nhân quay clip lại. Mong rằng các bạn đừng lưu ý mà bây giờ quý khán giả trong và ngoài nước thông cảm nhìn xin nhân nha. Tại máy xin nhân hết pin thì chỉ trả 1 triệu đó lại cho em. Tại máy xin nhân hết pin nha cả nhà mình. Xin nhân xin tất cả quý khán giả nhà mình đừng quên thông cảm cho xin nhân, chứ không phải là xin nhân tắt máy ngang mà không có lời tạm biệt với cả nhà mình ha. Còn về vấn đề các bé ở đây thì bây giờ là xin nhân đang thấy tạm ổn, là sau khi mình có ăn và xin nhân đã nấu thêm một nồi nồi cơm ấy, quên nồi thịt trong đó, thì để xin nhân nói lại cho cả nhà mình nghe để cả nhà mình yên tâm hơn, và cũng như là chị Hương mong rằng sẽ có một cái sự chăm sóc các bé khác đi. Thì trên xe của xin nhân hiện bây giờ là có 300 kg gạo với lại 50 kg thịt mặt cưa là của chị Thúy và mẹ Trà Bông giúp cho các bé ở đây. Rồi siêu nhân nói là sau khi một hôm nay là ngày 24 tây tháng 7, siêu nhân nói là đúng một tháng sau vào ngày 24 tây tháng 8 thì siêu nhân quay trở lại là đúng một tháng. Nếu các bé đứa nào đứa nấy mập tròn do cái bụng như bụng siêu nhân thì là siêu nhân sẽ xin mạnh thường quân mình tiếp tục là giúp gạo và thức ăn cho các bé nữa nha cả nhà mình. Thì chị Hương đã hứa là ráng nuôi cho các bé tốt hơn vậy đó. Chứ còn là bây giờ thật sự ra bây giờ nói rồi vừa nói vừa minh bạch vừa bằng chứng, nói ra chỉ đem này đem kia là bằng chứng, nhưng mà cái câu trả lời của cái nhà mình nó thành anh trước mắt rồi thì không có một cái bằng chứng nào bằng để như là phá lấp được hết, không có một cái biện hộ nào nói là cả nhà mình yên lòng được hết. Cái bằng chứng trước mắt là tụi nó đang ốm và đang rất đói, đó là cả nhà siêu nhân được biết. Cả nhà mình chỉ nhìn vô như vậy là cả nhà mình sẽ có câu trả lời. Bây giờ chị Hương có nói gì nói, camera ở sớm ở đâu ghi hình lại, làm cái gì làm, nhưng mà chắc chắn một điều là từ quý khán giả nhà mình quân mình không ai tin hết. Bởi vì cái thực tế, cái câu trả lời là cái gì, là các bé nhìn vô các bé sẽ có câu trả lời. Các bé ở đây rất ốm, rất đói, ăn mà phải như là không nhai không gì luôn, thì nó ăn một cách mà phải chỉ là không tưởng tượng được luôn, chưa có thấy được đám nào mà nó ăn như đám này luôn. Thì đó là cái câu trả lời. Bởi vì bây giờ chị Hương mà chỉ có biện hộ chỉ là lấy cái này cái kia cái nọ ra, chỉ làm cái này cái kia để là minh giám dùm cho chị, bằng chứng dùm cho chị, thật sự ra vô hiệu quả, không có cái gì để nói là làm xây chuyển được cái ý tưởng của cả nhà mình đã nhìn thấy các bé như vậy. Thì thôi dẫu sao đi chăng nữa thì chị cũng mở rộng tấm lòng, đang nuôi cu mang các bé gần 70 đứa, 68 đứa. Thì tháng sau siêu nhân sẽ quay trở lại ra đây lại. Còn bây giờ thì siêu nhân thay mặt mạnh thường quân mình, đó là mạnh thường quân Vũ Mai Anh, gửi cho chị Hương 1 triệu nha cả nhà mình ha. Chị Vũ Mai Anh luôn. Rồi là chỉ cần tiếp đây 1 triệu. Năm, bảy, mười là 2 triệu. 2, 4, 6, 8, 10, 3 triệu. 2, 4, 6, 8, 800 ngàn, 850. 900. 2, 4, 6, 8, 9, 10 là 4 triệu, đúng không? Rồi 1 triệu của Vũ Mai Anh là không tính là em đưa rồi, đúng không? 4 triệu sau này là của chị Thúy và mẹ Trà Bông. Em cảm ơn chị Thúy, rồi em ra nhiều em giúp cho gia đình. Rồi đóng tiền nhà tiền cửa gì đó là tiền chị ha. Rồi gạo có sẵn, bây giờ chị nhờ ai bỏ gạo xuống giùm em cho em bỏ không nổi nữa.
còn siêu năm còn lại là tiền 10.000, 20.000, 2.000, 5.000 không phải nhà mình. Đó. Giờ là bỏ túi đi rồi biết sao đây là đi nè, nó chỉ nằm còn ở dây nè. Tại vì em cũng cảm ơn anh Sinh Nhân, cảm ơn anh Sinh Nhân nhiều rồi, cảm ơn chị Thúy và em Trà Bông nhiều rồi, chị Tình lúc nãy anh Vũ Mai Anh. Chị Vũ Mai Anh nhiều, tại vì là cũng đưa với các chị các em là một mình em, trong khi đấy là đất nó không có, nó chặt nhà, nó không có đất để thả cho các bé chó ra, nhưng được tìm giấy thả em, rất nhiều năng lực tìm tiền giấy, làm cộng đồng sinh cho các bé, rồi lại tiền nước, tiền điện cho em nhiều quá mà các bé bận nữa, trên là nhiều khi em chăm có một mình em với gia đình em thì bây giờ họ cũng vào đường cùng, nên là tiền nào họ cũng không hỗ trợ được bao nhiêu, trên là các bé cũng có đói chứ không phải là em giàu có như mọi người mà em bé đói, thế là em không có đông như thế, nhưng mà em chó nhà em đa số là em thấy người ta đi bán tiền với các chị thì các em thấy người ta, em cứ giận ai mà có thấy chó hiền mà chó ngoan này thì cứ mang lại để em mua em cứu, chứ không phải là em nuôi từ nhỏ đến lớn mà em đa số là em cứu chó thì câu, mà còn cái chó nhỏ này là người ta mang lại, người ta đi làm buồn, người ta nhìn thấy em chó nhiều người ta gà, người ta bán cho em, người ta nói là để về người ta làm tiền điện tiền nước, thì em cũng bằng mọi cách em xoay sở em lấy, cho nên nhiều khi em cũng không, em kẹt em giàu có như người ta mà em bỏ chó đói thì có chị hay có em cũng biết em là luôn, chứ đấy là em vẫn chịu trách nhiệm mà em cũng nhận cái sai sót của em, nhưng mà được đại cũng một mình em, mà bây giờ anh em nhà em thì họ làm được gì mà sáng của họ bây giờ họ cũng nhiều công việc lắm, đám cưới đám xin rồi tân gia ăn hỏi thì có thứ bạn bè trên dưới cấp cấp của người ta. Thôi giờ là được rồi chị, mà xe nó nóng máy quá rồi, thôi được rồi. Siêu Nhân xin đại diện cho chị Hương một lần nữa xin chân thành cảm ơn mạnh thường quân Vũ Mỹ Anh cũng như là mạnh thường quân mẹ Trà Bông và chị Quý rất là nhiều tay cho các bé có bữa ăn. Siêu Nhân cảm ơn nhiều lắm. Siêu Nhân xin phép tạm dừng chuyến đường, Siêu Nhân còn rất xa là một, bỏ gạo xuống nữa là hai, còn đường còn xa, với lại xe Siêu Nhân nổ máy tại chỗ hoài, thật sự ra nó bốc khối nặng luôn cả nhà mình. Bây giờ Siêu Nhân xin phép để Siêu Nhân tắt máy để Siêu Nhân rời về tới Bình Phước tối luôn nha cả nhà. Em cảm ơn chị vô tắt bếp. Em cảm ơn Mai Anh nhiều nha, rồi hai chị Thúy, chị em Trà Bông với chị Vũ Mai Anh, gia đình chị nhiều nha. Em chúc cho gia đình các chị luôn nha, gặp với em luôn gặp nhiều may mắn hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi Siêu Nhân trước khi tắt cái clip này, Siêu Nhân xin cảm ơn đến tất cả quý khán giả Mạnh Thường Quân xem cái like ủng hộ cho Siêu Nhân cũng như là mỗi người một tiếng, mỗi người một góp ý để cho chị Hương có thể là nuôi các bé tốt hơn sau những cái lời bình luận của nhà mình, những cái xây dựng của cái nhà mình. Mỗi người một góp một ý tưởng, một tư tưởng ra để cho chị Dung, ý của anh chị Hương nuôi các bé tốt hơn. Siêu Nhân xin cảm ơn cả nhà mình nhiều lắm. Xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình trong những clip tiếp theo. Siêu Nhân còn con đường rất dài nha cả nhà. Đi kiếm tiền bỏ túi nào, không còn đồng nào cũng ăn khỏi cái đầu luôn á. Bye bye cả nhà mình nha. Tắt cái bếp ra cái nồi cơm đi, cái nồi sạch đi. Tắt bếp cái nồi thịt. Ăn nở hết rồi, rồi có bụng hết rồi nha cả nhà, cả nhà mình đừng lo ha. Vấn đề mì gói hay là bánh mì thì nói chung là giờ các bé nó đã lót dạ, nó căng hết rồi. Một cái nữa thì một nồi thịt mặt cưa dưới cũng có luôn. Thì Siêu Nhân nghĩ là nói chung là ngày hôm nay là các bé no và hạnh phúc rồi đó, có từ này về sau nó như thế nào thôi, cái ngày hôm nay là ngon rồi. Rồi tắt cái bếp đi chị, tắt cái nồi cơm điện đi. Mai mốt em không biết sao chứ còn giờ là lửng lửng bụng hết rồi, phù đồ ra hết nè, các nhà thấy không, phù ra nè, phù ra hết rồi, no rồi. Giật điện hay là sôi chưa? Chưa sôi hả? Rồi đem đồ vô nữa nè chị ơi, đem gạo đem đồ vô nữa, em còn về nữa, tối lắm luôn rồi. Bấm nút chưa? Mượn ai xin gạo được không? Chưa.
đi vô, đi vô, đi vô. Đang bịch nữa nè, tổng đó bịch rồi đang bịch nữa. Xe nó nóng máy quá, nóng máy cả nhà ơi. Nó con nằm máy lạnh đó ba. Nằm máy lạnh đó ba ơi. Ê ơi. Màu vàng vàng giống như cà phê sữa à. Đi ơi.